Chính phủ kỷ luật cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa thay mặt Chính phủ ký quyết định về việc thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng bị thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật 14/1/2023. Trước đó, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng do vi phạm liên quan tới các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong dịch COVID-19. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.